Khuyết tật là điều không ai mong muốn. Trên cả nước có hàng nghìn người rơi vào hoàn cảnh khiếm khuyết một phần thân thể. Nhưng họ không vì thế mà bi lụy, gục ngã. Đã có rất nhiều vận động viên khuyết tật gây dấu ấn trong làng thể thao và trong lòng người hâm mộ. Thành tích của họ không những mang lại vinh quang cho quê hương, đất nước, mà cao hơn nữa chính là chiến thắng của nghị lực vượt lên số phận. Và ngày hôm nay, ngày 18 tháng 4, Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về những người hùng đáng tự hào ấy. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai, những ngày giữa tháng 4 đông vui hơn ngày thường. Một cuộc thi đấu cử tạ, boxia cấp quốc gia được tổ chức dành cho vận động viên đặc biệt, họ là những người khuyết tật. Các vận động viên khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có người bị khuyết tật bẩm sinh, người thì do tai nạn. Dù là lý do gì, họ vẫn đang nỗ lực theo đuổi đam mê, thể thao để mang lại vinh quang cho quê hương và hơn hết đó là vượt qua chính mình. Cảm giác chị khi mà thi đấu xong là như mình vượt qua chính bản thân của mình để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và cao hơn, đó là vinh quang, niềm tự hào cho Tổ quốc. Cảm xúc lúc đó lần lần khó diễn tả lắm. Nó vừa vui mà vừa tự hào. Tập luyện thể thao đối với người bình thường đã khó, với người khuyết tật lại càng khó hơn gấp bội, nhất là bộ môn cử tạ đòi hỏi thể lực rất lớn. Có lúc các vận động viên khuyết tật phải nâng trọng lượng vượt qua khối lượng cơ thể. Vì vậy, ngoài công sức, thời gian tập luyện thì nghị lực là thứ không thể thiếu. Vận động viên người thì khuyết tật tay, khuyết tật chân, nói chung là người thì mắt, nói chung là mình, nói chung trước tiên là mình hỗ trợ những người khuyết tật làm sao mà họ để tự tin trong cuộc sống, họ hòa nhập vào cuộc sống cũng như người bình thường, để họ tự tin đó thì họ mới theo đam mê thể thao nữa. Đấy là cùng tập luyện bộ môn đây cũng đã hướng được có những kết quả nhất định. Đối với tôi thì môn này nó như là ăn vào máu rồi, nên nhiều lúc thì mình tập luyện mình không có đạt được cái mong muốn như mình đặt ra, nhưng mà suy nghĩ lại thì người khuyết tật mà là mình phải có một cái niềm đam mê gì đó, mình mới đặt đó là một cái mục tiêu để mình phấn đấu. Gạt đi những giọt mồ hôi mặn đắng, quên đi những cơn đau da thịt, những mệt nhoài sau những buổi tập luyện. Khi bước vào cuộc thi đấu, chỉ còn lại là niềm tin tất thắng. Họ là tấm gương của sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Đối với những người khác thì người ta nhìn lên đó thì sẽ không ai bằng mình, mà nhìn xuống thì mình cứ cảm thấy là bằng lòng với hiện tại. Mình mong rằng những bạn cùng cảnh ngộ với mình hãy vui vẻ, yêu đời và hãy tự tin vươn lên trong cuộc sống. Có tàn có tật nhưng mà đừng có tàn phế là được rồi. Bất hạnh luôn ở đó, nhưng không vì thế, những người khuyết tật mất đi niềm tin trong cuộc sống và thể thao chính là cầu nối để họ vượt lên chính mình và chiến thắng số phận. Bởi chỉ đi theo hướng mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng ta.